Kinh giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con, mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục, nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo mỗi ngày, để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 4 tháng 4 năm 2022. Kính thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, chất lượng gạo giảm, thị trường giao dịch chậm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý bà con, lúa cỏ còn gọi là lúa ma, lúa trời, lúa hoang. Tại tỉnh Thái Bình, huyện Kiến Sương là địa phương đầu tiên xuất hiện lúa ma. Tại các xã Đình Phùng, Vũ Công huyện Kiến Sương, theo ghi nhận từ nhiều hộ dân, số diện tích và mật độ lúa ma trong vụ xuân 2022 tăng lên so với các vụ trước. Bà Phạm Thị Sửu, thôn Cao Trung, xã Đình Phùng cho biết, gia đình bà hiện có một sào lúa xuất hiện lúa ma. Ban đầu mật độ chỉ rải rác nên chỉ nghĩ là giống lúa khác lẫn vào. Thế nhưng qua mỗi vụ, mật độ lúa ma ngày càng nhiều hơn. Cũng theo bà Sửu, trước đây, với một sào trồng lúa này, gia đình bà thu được trung bình từ 1,7 đến 1,8 tạ. Những vụ tốt thu được 2 tạ. Từ khi lúa ma bùng phát với mật độ cao thì chỉ thu được 70 đến 80 kg. Tuy nhiên, số thóc này chỉ sử dụng làm thức ăn cho gà vịt chứ không bán được do chất lượng hạt quá kém. Vụ mùa 2021, gia đình đã cẩn thận ngắt bỏ từng bông lúa ma, những tưởng đã hết, vậy mà đến vụ xuân này lại xuất hiện nhiều hơn. Giờ không biết phải làm thế nào, chỉ chăm ra đồng để thường xuyên phát hiện lúa ma và nhổ bỏ. Mặc dù tốn thêm nhiều công lao động, nhưng không làm thế thì xác định chỉ có mất ăn, bà Sửu bộc bạch. Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Vũ Công, xã Vũ Công Kiến Sương cho biết, hiện diện tích gieo cấy lúa toàn xã hơn 312 ha, trong đó có 7 ha xuất hiện lúa ma. Theo thống kê của hợp tác xã, diện tích nhiễm lúa ma tăng lên trung bình khoảng 2% mỗi vụ. Theo ông Thành, hệ lụy của lúa ma rất lớn do chúng cạnh tranh trực tiếp dinh dưỡng, nước, ánh sáng với cây lúa chính, nên những diện tích mật độ nhiều sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất. Bên cạnh đó, lúa ma rất giống lúa thường, ở giai đoạn đầu sinh trưởng nhanh, lúa trổ bông sớm hơn lúa chính, tỷ lệ lép cao. Đặc biệt, lúa ma rất dễ rụng hạt, chỉ cần một cơn gió thoảng qua hoặc khi lúa chính dùng tay gặt nhẹ là hạt lúa đã rụng tơi tả. Với tác động cơ giới khi thu hoạch thì hầu như chỉ còn lại cọng rơm. Vì thế, lúa ma có khả năng tồn tại lâu và rất dễ lây lan sang vụ kế tiếp. Ông Lương Văn Định, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiến Sương cho biết, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều lúa ma, để hạn chế việc lây lan, gây hại của loại lúa này ở vụ xuân 2022 và các vụ tiếp theo, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện các biện pháp như khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện lúa ma và xử lý kịp thời theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không để lúa ma phát triển gây hại, đặc biệt chú ý đến những diện tích lúa gieo sạ. Kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích xuất hiện lúa ma, khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng trừ. Đối với những diện tích nhiễm nặng, cần khẩn trương phá bỏ, bừa đất tiến hành cấy lại cấy tay, cấy máy trong khung thời vụ cho phép. Đối với những diện tích khác, thực hiện nhổ bỏ và tiêu hủy ngay các cây lúa có dạng hình khác. Tiếp tục thực hiện việc loại bỏ lúa ma trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của lúa mùa theo đúng khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Các hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp chủ động liên hệ mua mạ và thóc giống ngắn ngày phục vụ nhân dân gieo cấy lại. Tăng cường công tác tuyên truyền để người nông dân hiểu được mức độ, nguy cơ gây hại của lúa ma, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ. Vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất từ gieo sạ sang cấy bằng tay hoặc bằng máy để giữ mực nước trên mặt ruộng, hạn chế tỷ lệ nảy mầm của lúa ma. Tiến hành cấy thành hàng để dễ dàng phát hiện và nhổ bỏ triệt để lúa ma. Sử dụng bộ giống có thương hiệu đã được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành tại các cơ sở uy tín trên thị trường. Thưa quý bà con, sáng nay tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, nếp vỏ An Giang tươi 5.600 đến 5.800 đồng trên kg, nếp Long An tươi 5.400 đến 5.500 đồng trên kg, lúa OM18 giá 6.000 đến 6.200 đồng trên kg, lúa Nhật 8.100 đến 8.500 đồng trên kg, lúa IR504 giá 5.600 đến 5.700 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 giá 5.800, 6.000 đồng trên kg, lúa OM5451 giá 5.700 đến 5.800 đồng trên kg, lúa OM380 giá 5.500 đến 5.600 đồng trên kg,
IR5404 khô 6.000 đồng trên kg, nàng nhen khô 11.500 đến 12.000 đồng trên kg, nàng hoa chính giá 5.900 đến 6.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, giá lúa thường đang được thương lái mua tại ruộng với mức giá dao động từ 5.500 đến 5.750 đồng trên kg, lúa khô dao động từ 6.400 đến 7.100 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm duy trì ổn định. Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR504 giá 8.000 đồng trên kg, gạo thành phẩm IR504 giá 8.800 đồng trên kg, tấm IR504 giá 8.400 đồng trên kg, cám khô 8.400 đến 8.450 đồng trên kg. Tại chợ lẻ, giá gạo không có biến động. Hiện gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg, nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Thái hạt dài 18.000, 19.000 đồng trên kg, gạo hương lại 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, nàng hoa 17.500 đồng trên kg, sóc Thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo Nhật 20.000 đồng trên kg, cám 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Trong nước gạo nguyên liệu về lai rai, chất lượng các ghe gạo xấu. Thị trường lúa đông xuân giao dịch chậm, thương lái ít mua mới. Phụ phẩm đẹp, giá cao. Trong tuần qua, tại thị trường nội địa giao dịch lúa gạo khá, chất lượng gạo thấp, nguồn gạo về ổn định. Các kho lựa mặt hàng gạo mua, giá lúa các loại tăng, hầu hết là lúa đã được cọc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Quý bà con mong muốn giá lúa gạo đạt bao nhiêu để có lãi? Xin hãy bình luận, đóng góp ý kiến dưới video để kênh ghi nhận và đề xuất nhà nước có biện pháp hỗ trợ giá hợp lý, giúp bà con nông dân. Hãy cùng đồng lòng góp ý dưới video vì mục đích chung, vì cuộc sống mai sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin giá lúa gạo tiếp theo. Sau đây là bản giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo.